Thưa quý vị, Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế đã yêu cầu các bệnh viện ra soát chấn chỉnh thái độ y đức của nhân viên y tế sau nhiều sự việc tiêu cực tại các cơ sở y tế bị báo chí phản ánh gần đây. Theo đó, trong thời gian qua, các cơ quan truyền thông phản ánh một số vụ việc xảy ra tại bệnh viện Ung bướu thành phố Hồ Chí Minh, bệnh viện Ca về tinh thần, thái độ giao tiếp, y đức của một vài nhân viên y tế khiến người dân bức xúc, tạo dư luận không tốt ảnh hưởng đến hình ảnh uy tín của ngành y tế. Vì vậy, cục quản lý khám chữa bệnh đề nghị các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và trực thuộc trường đại học, sở y tế các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương và y tế các bộ ngành chỉ đạo các đơn vị trực thuộc giả soát, chấn chỉnh, giám sát việc triển khai thực hiện các quy định về quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế, tăng cường tập huấn các kỹ năng giao tiếp cho nhân viên y tế, đồng thời xác minh, điều tra, xử lý nghiêm các cá nhân vi phạm